phận là FA nhưng tôi luôn tự hào với bốn cô bồ, cô quạnh, cô lập, cô độc và đặc biệt là cô đơn. Vậy nên tôi rất đồng cảm với cô gái này đây, sẵn sàng bỏ lại tất cả tình yêu, công việc để tự thưởng cho mình một chuyến cắm trại như này đây. Muốn yêu được người khác thì trước hết phải yêu lấy bản thân mình đã. Ngay khi mặt trời vừa ló mặt, cô gái của chúng ta đã đem đầy đủ đồ nghề đến địa điểm cắm trại. Thao tác dựng lều vô cùng thuần thục, tôi có thể chắc chắn rằng đây không phải lần đầu tiên chị gái làm chuyện ấy. Dựng xong thì đem hết đồ đạc của mình vào trong lều để tiếp tục sắp xếp. Theo như những gì chị chia sẻ thì cũng khá lâu rồi chị mới bắt đầu cắm trại lại, ngày trước còn sắm cả một con xe đạp để đi chu du. Nhưng giờ đây công việc bận bịu quá, việc đi cắm trại thế này cũng phải mất một khoảng thời gian thu xếp lại công việc. Set up thêm một chiếc lều nhỏ nữa ở bên trong để làm buồng ngủ. Với cái thời tiết lạnh thấu da thấu thịt như ở đây, thì lều phải hai lớp thế này mới trụ lại được. Đi cắm trại ngắn hạn thì trải ra cái đệm nhỏ xinh như thế này thôi. Cũng có chia sẻ tiếp với các bạn về những lần cắm trại trước đây. Một chú mèo con đáng yêu đã làm bạn đồng hành của chị suốt một thời gian dài, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà khi chị bách nó về nhà nuôi, thì nó nhất quyết từ chối. Thế mới nói là chị đây tình duyên lận đận, đến cả con mèo còn trụ lại tình cảm thì huống chi là người chân mắt thịt. Hồi tưởng thế thôi, giờ thì tiếp tục làm lò sưởi. Chị đây cũng biết tự lượng sức mình, thân làm con gái chân yếu tay mềm nên chọn loại lắp ráp dễ dàng nhất. Gỗ củi cũng được mua sẵn mà không phải đi chặt. Tiếp tục chuyển sang công đoạn nhóm bếp, không kẻo nhiệt độ bên ngoài đã xuống thấp lắm rồi. Đem ra vài dụng cụ nhỏ gọn nữa. Đúng là túi sách của phụ nữ luôn là một điều gì đó rất bí ẩn. Nó chứa cả dao, cả găng tay và có cả bia hơi nữa. Cho lên làm vài ngụm cho sảng khoái tinh thần. Đời làm gì có mấy ngày vui được như hôm nay đâu mà phải lăn tăn nghĩ ngợi nhiều. Chuẩn bị nhóm lửa thì từ đâu chui đến một vị khách không mời. Khách này vừa lạ vừa quen. Thì ra là chú mèo lần trước đã xuất hiện trong hồi tưởng của chị gái. Chỉ khác là giờ nó đã lớn hơn, to hơn và trông có chút già dặn hơn lần trước khá nhiều. Nhưng mà cái nét quấn quýt, nịnh nọt chị đây thì mãi không thay đổi. Vừa gặp là xả vào lòng để lấy thảo. Chị vẫn nhớ vài món đồ chú thích từ lần trước, nay có đem sẵn đi này. Chị tốt với cưng vậy mà chẳng hiểu sao cưng lại ăn xong rồi chạy đi thoăn thoắt. Thôi thì tự túc là hạnh phúc, tự mình chặt củi ra, tự mình nhóm lửa lên, nhóm để khi trong lò bắt được lửa thì đạt yêu cầu. Nhưng để chống chọi với cái lạnh ở đây thì chị cần nhiều hơn như thế. Đem luôn ra con hàng vừa to vừa dài này. Đổ một ít bột từ trên xuống rồi nhóm lửa ở dưới. Chẳng mấy mà chị đã có riêng một cây nến với kích cỡ to siêu thực. Cách làm này thì dễ nhưng mà hơi khói, nên phải để ngoài. Đợi chút cháy to lên thì chị chuyển vào lò sưởi trong lều sau. Lót tay cẩn thận rồi đem củi dựa đầy xung quanh khúc gỗ. Đây mới gọi là cắm trại chứ. Bình thường toàn dựng lều lên rồi gọi lẩu nướng xịt tận nơi, thì còn gì thú vị nữa các bác nhỉ? Lửa to như này rồi mà chỉ để sưởi ấm thôi thì hơi phí. Lấy luôn chả cá ra nấu làm bữa tối. Người ta cứ bảo là mũi thính như chó, nhưng chắc là họ chưa gặp được con mèo này. Mới bếch bếp lên thôi mà từ đâu nó đã lại chui về rồi. Nũng na nũng nịu như ai, đòi ăn cả chả cá của chị. Nhưng xin lỗi là khôn như em thì xã hội này không thiếu. Chị có chuẩn bị sẵn đồ ăn cho em rồi. Phận làm sen thì ăn đồ đóng hộp thôi nè. Ngoan ngoãn ngồi nhìn chị ăn chả cá nha. Ai bảo dám bỏ chị đi vừa nãy, đem ra cả sữa uống cho chú thèm chơi nữa này. Dù sữa tươi kết hợp với chả cá thì hơi ngang bụng, nhưng miễn là chú em đau khổ thì ngang mấy chị cũng dám làm. Ăn xong thì lửa cháy cũng đã to quá rồi. Cẩn thận xếp nhiều củi hơn để giữ lửa cháy hết đêm nay. Có đem một chút vào trong nhà để cho vào lò sưởi nữa. Ăn có hai xiên chả với một chai sữa thì đâu có đủ bù lại năng lượng mà chị đã tiêu hao cho cả ngày hôm nay. Bếp thêm nồi để làm tiếp món nữa thì nào đâu chữ ngờ, cả đống củi đổ dầm xuống. Ai bảo cái thái ngựa bà, xếp củi cũng phải trông cho đẹp mắt thì mới chịu. Hậu quả thì ai cũng nhìn thấy rồi đấy. May là chị vẫn còn thủ sẵn vài viên đá Hema. Người đời còn gọi đây là đá lửa. Cho lên bếp là có thể lưu lại lửa nóng thay thế bếp ga. Chuyển con gà từ luộc sang nướng, cho lên bếp để nấu cho nó hấp dẫn. Thông thường thì chị chỉ toàn làm cách này thôi mà tự nhiên hôm nay muốn đổi gió, xây cái đống lửa bên ngoài kia mà thấy sai quá sai. Thôi thì cứ quay về cách làm truyền thống là an toàn nhất. Nói có sai đâu, thoáng cái là gà đã được nướng xong rồi này. Nướng nguyên con kiểu này rất là thích, thịt thì vàng tươi chín mọng, giòn ở bên ngoài mà thịt vẫn mềm ở bên trong. Lôi ra túi salad đã chuẩn bị sẵn từ ở nhà. Nói gì thì nói, ăn nguyên cả con thế kia mà không ăn kèm tí vitamin rau vào, thì lần sau cho cắm trại ở phòng tập gym nguyên ngày luôn. Bày biện đẹp đẽ là gà cũng kịp chín, xin mời cả nhà dùng bữa nha. Phải gọi là miễn chê, không phải tự thẩm đâu nhưng được ăn gà nướng vào cái tiết trời lạnh như thế này, cảm giác ngon miệng như được nhân lên gấp 10 lần vậy. Không quên bỏ bụng ít rau để cân bằng. Đánh chén no nê như vậy là sẵn sàng để đi ngủ rồi. Có vẻ như sau khi đổi phương pháp nấu, gà nướng đá không tạo ra khói nên con mồn lèo này không thể đánh vơi ra được. Lúc em quay lại thì cũng là lúc tất cả đã được xử lý sạch sẽ rồi. Còn sót một ít xương nè. Vậy mà nó cũng ngậm luôn các bác ạ. Xem suốt không biết đây là chó hay là mèo. Và rồi bất ngờ chưa bà già. Xin giới thiệu thì đây chính là cha của đứa bé. Từ đâu chui ra thêm một con mèo nữa. Thì ra đây là lý do đã níu chân chú em khi đi qua thung lũng. Chị đem về nhà nuôi thì nhất quyết không chịu.
nay đưa nó về định ra mắt với chị hay gì. May là chị đây sở hữu một trái tim yêu thương, chỉ tại chị sinh ra tại Hàn Quốc, chứ nếu mà ở Việt Nam thì Hoa hậu Khánh Vân cho chị xin cái tuổi. Yên tâm là chị còn đủ thức ăn dự trữ để chiêu đãi cả hai, nay cứ thoải mái ăn uống rồi nằm ngủ với chị luôn cũng được. Cơm chó thì chị ăn không quen, chứ cơm mèo chị nghĩ là ăn cũng tạm được. Trải qua một đêm ấm cùng hai em tay vị chất lượng. Mở đầu bữa sáng bằng một cốc sữa Thanh Tịnh này đây, pha một chút sô-cô-la nóng nữa là hoàn hảo. Cho lên bếp một ít cá phơi xương, rồi nhanh chóng đánh chén kẻo hai đứa kia nó dậy dành ăn mất. Nói đâu có sai, quanh đi quẩn lại là chúng đã thức giấc rồi. Chui lại vào ngủ cùng thêm giấc nữa để quên đi cơn đói đầu ngày nhé các em yêu, của chị. Xong rồi thì phải tạm chia tay mấy đứa thôi. Thức ăn dự trữ cũng bị mấy em xử lý hết rồi, giờ muốn ở lại cắm trại thêm cũng không được nữa luôn. Thu gọn lại hành lý để chuẩn bị ra về, hai em ở lại mạnh giỏi nhé. Thú thực là nhiều lúc tôi cũng muốn được đi cắm trại giống chị gái. Tâm hồn vừa thanh thản mà mọi ưu lo muộn phiền trong cuộc sống đều tiêu tan. Anh em làm việc chăm chỉ thì cũng nhớ phải dành ra một vài ngày nghỉ ngơi dưỡng sức nhé. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.